Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường tối thứ bảy của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận không chỉ nổi tiếng với trái nho thương phẩm mà còn là nơi cung cấp nho giống hàng đầu của cả nước. Trong đó, nho giống Sáu Lang đã tạo được uy tín và chỗ đứng trên thị trường từ hàng chục năm nay. Chủ của thương hiệu này, ông Nguyễn Thường Lang, là người gấp công lớn được cây nho Ninh Thuận vươn xa ra các thị trường trong và ngoài nước. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề lai tạo giống nho, ông Sáu Lang đã thu về quả ngọt với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Cuối những năm 1990, nông dân trồng nho tại Ninh Thuận chủ yếu áp dụng phương pháp cắm cành trực tiếp. Nho nhiều sâu bệnh, năng suất thấp. Nhiều hộ đã chuyển sang cây trồng khác để đảm bảo thu nhập. Không đành lòng từ bỏ nghề <laughs> truyền thống của gia đình, ông Nguyễn Thường Lang hay còn gọi là Sáu Lang đã cất công vào Bình Thuận học phương pháp ghép cành trên thân neo dại tại một cuộc hội thảo do tổ chức phi chính phủ của Đức tổ chức ngày trước kia là chưa cái ai mà ghép nho mà um, à, trên cây dại tôi đã, đã, đã tập huấn qua một thời gian rồi là tự làm à, đến nay là hồi trước kia là trồng ra ruộng ra ruộng trồng ra ruộng rồi mới ghép nhưng ngày hôm nay là khác nó lại uh, tiến triển hơn là ghép xong đêm ươm ươm rờ mới ghép cũng có hai hai loại loại nào cũng được. Phương pháp ghép cành trên thân nho dại giúp cho cây nho có sức đề kháng tốt, giảm sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng. Những năm đầu bà con chưa quen với kỹ thuật mới, ông Lang đã đến từng hộ giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn chi tiết từ khâu xuống giống đến kỹ thuật ghép cành và chăm sóc. Vận dụng các cái kiến thức học tập từ các lớp tập huấn của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm khuyến nông hội nông dân rồi chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thì về cơ sở này nghiên cứu các tài liệu và đồng thời làm giống với một cái quy trình tương đối là chuẩn chẳng hạn như là phân bón rồi vào bầu rồi uh, kỹ thuật tưới và kỹ thuật phòng trị bệnh vì thế mà các cây nho giống ở đây đều khỏe, tỷ lệ nghĩa là đáp ứng yêu cầu uh, sản xuất của thị trường 80%. 20 năm theo nghề trồng nho, đã thử qua nhiều giống nho của các vườn ươm trong và ngoài tỉnh. Cách đây 7 năm, ông Võ Duy Hân bắt đầu mua nho giống của ông Sáu Lang. Vườn nho đỏ Cadinang này đã trồng được 4 năm với hơn 500 gốc. Nho ít sâu bệnh, năng suất từ 3 đến 4 tấn một xào giờ do, do so coi như là nhóm nho trước là nhóm nho số lan giờ coi như là sáu so, lan là, là mới đây coi như là rất đạt hiệu quả coi như là năng suất cao coi như là đem lại coi như nền kinh tế cũng được khá đến nay hầu hết bà con trồng nho tại ninh thuận đã áp dụng phương pháp ghép cành trên thân nho dại tiếng lành đồn xa bà con từ nhiều địa phương khác trong cả nước cũng tìm đến vườn nho giống sáu lang để mua cây giống mỗi năm ông Lang bán trung bình từ 800.000 đến 1 triệu cây giống, thu lời trên 2 tỷ đồng. Đáng mừng hơn, nho giống Sáu Lang đã vươn xa ra thị trường nước ngoài như Lào và Campuchia. Để nâng cao chất lượng nho giống, ông Sáu Lang đã mày mò áp dụng nhiều kỹ thuật và thiết bị hiện đại vào sản xuất và chăm sóc cây giống. Năng suất và khả năng kháng sâu bệnh của nho giống vì thế được nâng cao, hiệu quả kinh tế cũng được cải thiện rõ rệt. Trang trại nho giống sau lang dành riêng một phòng có lắp máy lạnh để phục vụ cho việc cắt ghép hòm giống. Máy cắt ghép này do ông lang tự sáng chế từ nguồn sắt thép phế liệu sẵn có tại địa phương. Ưu việt của nó là nhanh, chính xác và ghép được trên thân cây gỗ. Đây là một tiến bộ kỹ thuật. Rõ ràng khi mà ghép bằng tay thì một ngày anh ghép chỉ có 200 hôm thôi. Nhưng với cái hệ thống máy này thì ảnh sẽ góp, ghép được 2.000 hôm. Vì thế nó tạo điều kiện là các cái mắc kép nó hoàn chỉnh và tỷ lệ sống rất cao trên 90%. Để nâng cao chất lượng nho giống, năm 2014, ông Lang đã đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng nhà lưới, hệ thống mái che và quạt gió giúp giải nhiệt cho cây, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng kéo dài tại Ninh Thuận. Dưới mặt đất, hệ thống tưới phun xương và tưới nhỏ giọt đưa nước tới từng gốc cây. Trước khi đưa vào ống dẫn, nước được xử lý để loại bỏ tạp chất. Toàn bộ quy trình cắt ghép và chăm sóc hoa giống được ông Lang áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cây giống nhờ đó mà đảm bảo chất lượng và có sức đề kháng tốt. Thật tới là cái cái nhà giống nhà dài mà ở đây làm thì nó chất lượng hơn ở thị trường là, khác biệt cái là trồng xuống là, là phải phát. Đó. Hai nữa là hướng dẫn ra cái thứ ba nữa là cái, cái nho nó đúng đúng tuổi của nó đúng tuổi của nó này nó sẽ phát triển mạnh với quy trình khép kín nho giống sáu lang đã tạo được uy tín trên thị trường ngoài nho giống vài năm gần đây ông lang còn sản xuất thêm nho cảnh bán cho các khách sạn và khu resort với giá bán từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng một gốc Với lòng yêu nghề, tinh thần ham học hỏi và không ngừng sáng tạo, lão nông Nguyễn Thường Lang đã vươn lên làm giàu bằng chính nghề truyền thống của gia đình. Quan trọng hơn, nhờ những người như ông Sáu Lang mà cây nho Ninh Thuận đã xây dựng được thương hiệu và tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin thị trường ngày hôm nay của Đài truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.